Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình có các mẫu xe đạp địa hình Sava Deck, một là dòng xe đạp full carbon và được sử dụng bộ chuyển động rất là cao cấp của dòng Shimano, là bộ Shimano DOG Dynaship, và bánh cành bánh là 27,8 inch giảm sóc hơi. Chiếc xe cực kỳ đẹp, các bác có thể nhìn trên hình tông màu đỏ đen rất là đẹp, và cách thiết kế khung cực kỳ là cơ bắp và rất là chắc chắn nhé. Khung bản to, dây thì toàn bộ được chạy âm sườn, tông màu sơn nguyên bản. Đây, xe thì còn cực kỳ là mới và đẹp các bác nhé. Chỉ có những cái vết xước nhỏ li ti thôi, do đã qua quá trình sử dụng không thể tránh khỏi thôi. Còn tổng thể xe thì nhiều các bác có thể nhìn hình và đánh giá chế độ mới của xe thì còn rất là tốt. Khung Sava, thương hiệu xe đã rất là nổi tiếng trên thị trường của Đức rồi. Và những cái công nghệ carbon của Đức thì từ xưa nay là rất là chắc chắn này. Bộ chuyển động của xe là bộ Shimano DOG Dynaship các bác nhé. Đây là dòng M6000, nó là một cái dòng đời mới. Dòng đời mới các bác nhìn cái gạt đĩa, nó phải bắt từ khung đi ra đây. Và đề sau này nó có một cái khóa để các bác giữ cái hành trình đạp các bác nhé, nó không bị nhảy tầng lọ sang tầng kia. Nếu mà các bác muốn giữ im một tầng thì các bác gạt lên. Gầy tầng nít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Vành bánh của xe là 27,5 inch. Đây, sử dụng quả lốp là 2.0 này. Cái bản lốp khá là rộng, nhìn là nó rất là tôn dáng của cái xe lên. Đây, lốp sử dụng là lốp Quantileto. Lốp này là cũng zin nguyên bản theo xe luôn các bác nhé. Mayer thì sử dụng là bi vòng bạc đạn rồi. Phần ghi đông xe thì được trang bị tay bấm xả là Shimano DOG, và tay phanh dầu cũng phanh dầu của Techo. Và cái tay lắm này nguyên zin thôi nhá. Đây là tay lắm da các bác nhá. Trông nó rất là sang trọng và cực kỳ đẹp. Đây, cũng zin luôn, các bác có thể nhìn chữ Sava đây này. Giảm sóc hơi, giảm sóc của Cotu. Giảm sóc này cũng là zin theo xe các bác nhá. Hãng Cotu này là một cái công ty con của Sava đấy. Sử dụng quả sóc hơi này cho xe luôn. Sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe này có cái gióng đứng nó ngắn, nhưng mà cái gióng ngang này nó khá là trường xe, thế nên là nó sẽ phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60-61 đến 70-71 thì phù hợp. Động Shimano DOG 10 lít và 3 đĩa.
Thì chiếc xe đang được bán bên em mức giá chỉ có là 12 triệu 800 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác có đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.